Rồi nói lý do tại sao đi lụm dây cho em ơn hai chồng không đi chung nè. Giận gì nữa rồi? Giận chị thuê mở cái hình không thấy đài đó. Khi la chị mới chị giận. La chị giận hả? Nó chị không biết mở cái gì đó cho ảnh coi. Chị không có biết mở đâu. Giận là đi bỏ nhà trọ luôn hả? Em có biết nhà kìa. Hả? Chị đi không cho đến anh Phi biết, anh Phi ở nhà không cho chị anh Phi biết luôn hả? Rồi anh Phi cứ kiếm chị không? Không. Vậy mỗi lần gây lộn là chị Quy đi vậy đó. Ôi Bình xin mến chào cả nhà nha. Nghe nói là Phi cũng biết giận gì Quy á, bây giờ một mình đạp xe đạp để đi mua dây chai á, bây giờ xíu nó để cho chị Quy ghé quán coi đáp hỏi như thế nào, câu chuyện như thế nào vậy? Chai đi vậy đó. Xe đạp. Rồi anh Phi đâu rồi? Anh Phi ở nhà. Anh Phi ở nhà? Tại sao người không đi chung? Dừng xe á. Nói đi mua cho... Bữa sáng Phi nghỉ ngày để nhiều mới hai chồng đi mua. Mới hai chồng đi mua hả? Đây là mệt chứ. Rồi tắp vô luôn, tắp bước ly đi cho nó khỏe nè. Lụm vậy mới lụm vậy để cho anh Phi nè, mua cho anh Phi đi mua nè, chẳng có vốn nè. Ồ. Có lời. Vậy đi lụm lấy vốn hả? Lấy lời. Lấy lời hả? Bộ đi mua không có ai bán gì mà đi lụm vậy? Ít ai mua lắm. Ít ai bán hả? Ít ai bán. Sao không đi lụm chung mà đi lụm riêng vậy hả? Đi lụm không mà. Rồi anh Phi giờ đang ở nhà trọ hả? Trời. Cho chị Phi đi lụm bên đó nữa. Để anh Phi trả lộn chị dặn. Bỏ đi vô đi. Bỏ vô đây nè, gì cả lộn rồi. Chị hình á, Phi dặn chửi hàng ngày không à. Ôi, nghe nói sắp làm đám cưới rồi, tải lộn hoài vậy, vô đi nè. Đi đâu luôn đấy, chị đi luôn đấy nha. Chắc xe vô luôn đấy. Tải hoài là chứ vậy. Thế nó kêu bằng mày giận. Đúng biết rồi. Nó kêu bằng mày. Đừng ơn. Chồng muốn lụm vợ còn hơn. Mới hồi sáng à, hai vợ chồng thì nghe nói là có Mạnh Thương Quân chuẩn bị hỗ trợ liên lạc gì đó, liên hệ chuẩn bị làm đám cưới cho rồi. Thấy vui quá trời vui luôn mà bây giờ... Nó là cái anh, không phải chị Suy Ghi đâu. Không phải chị Suy Ghi hả? Chị nào nữa? Chị Trang. Chị có chị Trang chuẩn bị hỗ trợ anh chị nữa phải không? Không có đâu. Không có hả? Hỏi xong Phi có muốn rượu không à? Vậy là không có hỏi gì không có đám cưới. Hỏi gì đâu. Hỏi anh Thầm á, Phi có muốn cái rượu không? Xong phim rồi vậy biết chừng nào làm đám cưới trời. Buồn à, bây giờ nghe tin buồn hả? À? Không ai hỗ trợ cho đám cưới buồn hả? À? Vậy nghe hồi sáng tưởng đâu chị Sally Siri gì chứ. Không phải hả? À? Rồi nói lý do tại sao đi lụm dây cho em ơn hai chồng không đi chung nè. Giận gì nữa rồi? Chị anh thuê mở cái hình không thấy đài đó. Phi la chị mới chị giận. La chị giận hả? Nói chị không biết mở cái gì đó cho ảnh coi. Chị không có biết mở đâu. Chị giận là đi bỏ nhà trọ luôn hả? Em có biết nhà kìa. Hả? Chị đi không cho đến anh Phi ở nhà. Không cho chị anh Phi biết luôn hả? Rồi anh Phi cứ kiếm chị không? Không. Vậy mỗi lần gây lộn là chị Quy đi gì đó là tự động về hay sao? Đi tối tối về. Đi tối tối tự động về mà anh luôn. Ôi ơi, anh Phi không đi kiếm luôn hả? Không. Xong Phi rồi. Thì anh Phi giận mà, nếu mà chị không phải giận. Nói mở cái hình này không thấy đầy thay gì cho anh Phi. Anh Phi kêu chị mở, chị không biết mở đâu, kêu chị mở. Rồi sáng kêu cái anh mà bán, cái chú mà bán cái hình lại sửa rồi. Rồi anh Phi bấm sao nó bấm không thấy mà thấy hình nữa. Anh bấm cái nút mà mắc hình đó. Dạ. Nút mắc hình nữa rồi kia chị đi bấm vô nó sao chị biết. Rồi hồi sáng thì đi chị cái ông kia lại chỉnh cho thấy hình rồi. Ổng bấm sao không thấy hình nữa. Bấm nút cái nút lộ nào á. Không thấy hình gì vậy? Không thấy hình. Không thấy hình này chắc hơn tivi đó hư rồi. Không phải mà anh Phi bấm bậy bạ không thấy hình á. Bây giờ không có thấy mà thấy hình mà không lên chứ không lên hình. Nghe tiếng mà không có lên hình.
Không, anh Phi bấm lúc mà như có chữ á, không có lên hình. Rồi bây giờ bấm bị vã. Bây giờ là không có tivi coi luôn. Ở nhà kìa, chị mới biết, chị đi lượm hồi sáng rồi đó, hả chứ, giờ chị có vô nhà đâu, chị biết. Vậy là giờ không biết sửa hay không, xong chưa nữa hả? À, sửa là sáng kêu rồi, à, sửa nữa. À, giờ không có tivi, bây giờ chạy qua nhà chị Vi đó, có tivi cho bá lửa đó. Xem cho đã rồi xong rồi quay qua nhà trọ ở Phi. Không đi vậy? Giờ ở đây có tivi đâu coi. Hai chồng có gây lộn không? Sáng giờ? Na chút là tại vì chị ảnh kêu chị mở, chị không biết mở. Cứ mỗi lần xong là anh Phi gây lộn xong là anh Phi ở nín thinh là không nói chuyện với chị hay sao? Không có chửi chị không? Sao? Là sao? Không chửi. Chửi sao? Chửi là mày. Mày hả? Nghe mày buồn luôn hả? Rồi. Cái này là anh Phi tự làm nè, tự làm mất cái lúc mà hình không thấy hình nè. Ta mở hình lên nè, thấy hình hết mà ảnh lúc mà cái đây mà bấm lúc không thấy hình. Tức là do anh Phi làm mất cái hình. Cái chị bấm lại, chị nói chị không biết bấm. Chị không vô nhà mà. Ở ngoài. Không vô luôn hả? Đâu? Ở ngoài. Ngủ ngoài nào? Ngủ ngoài sân. Trời ơi. Ngủ 9-10 giờ. Chứ mỗi lần rồi gây lộn là cứ ở lúc mà ở nhà trọ tới giờ gây lộn mấy lần rồi? Lần một hả? À? Lần này là thứ hai hả? À? Vậy lần trước lúc là anh Phi để bấm cho hình lên là không thấy mà là anh Phi la cho chị bấm hoài à. Chị không có biết xài hình đó đâu. Xong kêu thợ vô. Thợ sửa rồi, thấy hình rồi, với là anh Phi bấm lại nữa, hư nữa. Không biết bấm á. Không biết đại, chỉnh đại á. Vậy có chửi anh Phi không? Không. Chắc không đó. Anh chị nói ai làm thì làm, chứ chị không có gỡ vô cho hình đâu. Chị nói gì á, làm thì làm, chị không biết gỡ. Chị Vi chửi anh Phi có chửi lại không? Dạ không, chị nói không có gỡ cho hình. Chị không có chửi anh Phi. Anh Phi chửi lại chị. Chị nói mày làm mà tao không có gớ. Mày làm nó chỉ cho mày coi đã mày không. Bây giờ mày làm hình không thấy màu. Nó chị nói vậy á. Chị nói tao không gớ cho hình. Còn bây giờ vô nhà trọ kiếm anh Phi không? Có trong nhà kìa. Rồi chị vô không? Chị vô mà anh Phi kia không biết chỉnh cho hình. Không biết chỉnh hả? Trời ơi không biết chỉnh, anh đang giả biết chỉnh không? Vô anh chỉnh cho. Hay vô. Anh nuôi chỉnh cho nè. Không biết chỉnh á. Chỉnh lên chỉ cho một lần một rồi cho anh hiểu luôn. Anh nuôi chị cỡ nào anh cũng quên nè. Anh quên hả? Giờ xem một đại thôi chứ đừng có xem nhiều đại. Vậy cái đại bấm bây giờ. Bấm rồi hết rồi tắt rồi quên rồi làm gì. Cái vụ tivi này gây lộn hai lần rồi đó, lần này á. Vậy là anh Phi hay mất trí đó chị biết. Mất trí nhớ hay gì á. Quên chỉ lần là mất trí nó. Bấm không biết bấm nè. Có khi nào anh Phi lén chị Vi uống rượu lại không? Anh Phi mua rượu uống tối không à? Mua tối hả? Mua nhiều lắm. Uống tối xị á, cái gỡ cỡ này nè. Chai nước ngọt chai á. Chai. Buổi chiều đó không sao? Uống tối không à? Uống như tối mà ban ngày không uống phải không? Không. Chị cũng là tiến bộ rồi, lúc trước uống sáng, trưa, chiều, tối luôn hả? Bây giờ còn có cửa tối hả? Có tiến bộ rồi. Dạ, chị nghe mấy cô Túc nói nè. Chị mà không về là giao nhà cho chị Ngọc ở đó. Trả cho anh Phi bỏ rượu 2 tháng gì đó. Ừ. Nghe người ta nói đồn gì nói là chị với anh Phi không về là giao nhà cho chị Ngọc. Giao nhà luôn. Ừ. Nó 2 tháng gì đó. Mà anh Phi không bỏ rượu. Ừ. Chị với chị Quy không vô nhà đó là giao cho chị Ngọc luôn. Có chị nói nè, chị cũng ở nhà trọ rồi, chị cũng không cần nhà đó đâu. Trời ơi, không, giờ không cần luôn á. Không cần. Lại nói. Giao hay giao, cái bà nào á, thấy với chị nè, kêu chị lại nói chuyện, bà nào không biết nữa. Bà nói truyền hình á, trên mạng á, nói nhiều YouTube á, nói bà YouTube nói chị Quy với anh Phi gì mà không ở là giao cho chị Ngọc ở. Chị nói là chị không cần đâu. Không có nhà trọ ở rồi.
nói thẳng mấy người đó luôn á. Ở nhà luôn. Nói thẳng luôn hả? Nói thẳng mấy người học nãy nè, mấy người nào không biết nó quen nọ nữa. Kêu chị nói với Phi này nọ, nãy vô nhà, vô chỗ thằng Phi luôn á. Mới gặp nãy hả? Vô nhà chợ thằng Phi luôn. Cho chị vô nhà chợ, mà chị không nói chứ không vô, chị nói đi chị được như trai. Mà chưa tới giờ đó. Mà chưa nè. Cái à nào không biết hết. Chị xem ra lại nói gặp muốn gặp cho thằng Phi với chị Quy, nói về cái chuyện đó thì chị với thằng Phi vô đi dẫn ở đi. Nó không ở là mấy người YouTube la là giao nhà cho chị Ngọc gì đó. Nó chị nói gì không vô, nó nói chị đụng như trai. Đâu, căn nhà đó là đâu liên quan gì tới YouTube. Căn nhà mấy bà đó. YouTube. Mấy bà ý mà bà cắt nhà cho đó. Mấy bà Mạnh Thường Quân đó hả? Ừ, Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân nghe nói mấy bà YouTube. Mấy bà bạn Quân á, bà nói người YouTube nè, bà người YouTube mà coi đó nói à, mấy người này thấy nè. Thấy bà Quân mà Quân nói á, nó chị mà phải không đặng là giao nhà cho chị Ngọc vậy, chị không cần đâu, giao đi. Giao luôn hả? Rồi chị Quy giao luôn chị hả? Chị nói vậy á, chị cũng không cần nhà đó đâu. Chắc chưa? Chị nghĩ kỹ chưa nha? Chị nói chị ở riêng à. Chị nói kìa, cho anh Phi 2 tháng anh Phi không bỏ vụ, phải hàng ở, thành anh Phi không việc, không ở việc của anh Phi. Chị nói trẻ 2 tháng nay, chị anh Phi bỏ vụ không? Còn không bỏ chị vậy đang ở với anh Khoi. Với anh Khoi lại ở với chị cũng được đó. Đó, bây giờ chị Quy là quyết định là tính sống thử với anh Phi 2 tháng ở ngoài nhà trọ. 2 tháng nay, hàng tháng con Phi có bố cụ không? Rồi bây giờ được mấy ngày rồi? 4 ngày rồi. 4 ngày gây lộn hết 2 lần rồi. 4 ngày rồi. Coi chị coi con Phi có bố cụ không? Rồi. Giờ chiều nay ở ngoài đường luôn. Coi anh Phi có đi mua phế liệu không? Ừ. Mà chưa giờ chị muốn vô nhà đó chị dặn mà nó la chị đã biết mở cho hình này nọ cho anh Phi coi. Anh Phi mà bấm của anh Phi làm tắt mà chị không nhận hờ mình chưa chờ trời ơi thông tin luôn đi rồi. Có gì nào anh Phi hết thư chị Huy không? Không phải là tại vì chị không biết bấm cho hình á. Ừ. Phi la luôn. Phi kêu chị bấm mà chị không biết bấm. Tại sao hồi nãy chị nói là anh Phi làm hư mà. Anh Phi làm hư đó. Ừ. Là bấm cái nút mà không mở lên á. Cái mà hình á. Ừ. Bằng hình không lên. Rồi. Mà anh Phi kêu chị bấm, chị nói chị không biết bấm, chị không có gửi vô trường hình. Nó chị nói vậy á. Ừ. Anh Phi nói chỉ bằng mày không à. Rồi, mới chị dặn. Mà chị Vi có la là anh Phi không? Không, chị không có la, chị nói chị không gớ, chị làm gì làm đi, chị nói gì á. Vì chị Vi là vì người vợ ngoan hiền ha. Chị nói làm gì làm đi, chị không có gớ. Ừ. Chị không có la, thì chị mới chị xách xe đi lụm chút à. Ừ. Ủa, được cái gì trái bơm, trái đâu ra vậy? Cam vậy? Đâu ra vậy? Mua cho anh Phi nè. Trời ơi, mua cho anh Phi hả? Rồi, dặn anh Phi mua cho anh Phi. Ủa, dặn anh Phi còn mua cho anh Phi nữa? Mua, dặn mua mà. Chửi chửi cũng mua à. Vô nhà con nè. Chút chị đi á. Đi hả? Cho anh Phi hết dặn mới vô đó. Anh Phi còn dặn chấm dám vô đó. Hồi nãy anh Phi dặn nhiều lắm hả? Dạ, vô chị mở, chị cũng dám mở thì dặn. Mà sao không gọi cho anh? Thì thời em hết tiền á, để em điện có được, sợ anh nuôi về nữa. Dạ. Sợ anh nuôi gì về đẳng nè, bồ đề nè, chị em không biết điện. Sợ anh nuôi, anh đang giả về hả? Gọi đi rồi anh lên anh chỉnh cho. Anh bởi vì nãy chị anh khỏi gây lộn. À, sáng có người mà sửa cho hình ổng là sửa hết nặng rồi. Ừ. Sửa thấy hình rồi tự nhiên ông Phi là làm sao ổng bấm sao hết thấy hình nữa. Sao mà nãy giờ cứ có cái câu chuyện cái tivi thấy hơi gối vậy? Thì sửa hết nặng rồi đó, à sáng ông kia lại sửa rồi. Vì cái tivi đó mà gây lộn hai lần rồi đó hả? Hai lần. Là lần chìa khóa bây giờ cho Quy nữa rồi. Ổ khóa mua chưa? Mua rồi. Mua nhiêu tiền? 30,000. Bây giờ uống nước chút xíu rồi chạy qua gặp anh Phi để có thì em anh Phi không có dám la chị đâu. Đúng rồi. Để tại vì lúc mà anh Phi đầu anh Phi nhớ không nhớ nổi khi bằng lộn mút là lộn thì là anh vừa với chị kiểu không biết gì đâu, biết tài đó chạy lộn rồi không có chạy tóc đi ra đường thì tóc bù xù luôn kìa, thấy ghê quá à. Chị không biết tắm đâu, anh mút đi ra đường chạy tóc lại đàng hoàng nha. Không biết tắm thì ra tắm mà điện cho anh nuôi sợ nó không lợi. Mới ra nhà trọ cho được 10 ngày nó coi kìa mặt với đầu tóc rồi.
hết buồn buồn hoài hết 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 chuyện cho chị la chứ không phi la buồn sao ở ra ở nhà trọ thấy tàn quá vậy chị Vi? Ở cũng tàn, ở nhà trọ cũng tàn á. Ở khi mà chị Ngọc về mấy ngày em thấy chị Vi sửa soạn rồi cái nọ rồi bây giờ kẹp nơ tóc hai bên nữa à. Chị không sửa sẵn á. À, thấy cũng lúc đó có chị Ngọc mua cái kẹp á, kẹp đỡ. Bây giờ chị không có mua đâu. Rồi chạy tóc vậy cũng đàng hoàng rồi đồ thay liên tục rồi tắm ngày tắm 2-3 cử luôn. Rồi bây giờ sao về nhà trọ ra nhà trọ ở sao thấy tàn quá vậy? Vẫn khi la thì là gì làm buồn tàn. À hở khi ra chị thì tàn. Thương quen mà anh không biết thương chị đâu. Thì không biết thương luôn hả? Không biết thương chị đâu. Chị thương chị mà thương Phi nó chị ở đây đó, chị cũng thương chị không ở đây đâu. Vậy là chị Vi thương anh Phi nhiều hơn anh Phi thương chị hả? À, thương anh Phi mà anh Phi không biết thương chị đâu. Cho anh hỏi thiệt nha. Ví dụ em muốn về nhà ở nếu mà Phi không theo em á, em có gì không? Chị nói em hát cả 2 tháng, để hát cho 2 tháng hai anh Phi có về không? Vậy là chị sắp đầu đi về lẳng rồi. Ồ, vậy là mình sống thử anh Phi 2 tháng hai tháng rồi. Anh Phi mà đi mua phụ liệu thì anh Phi, còn anh Phi mà không mua phụ liệu cho anh Phi ở đây nhà trọ. Còn anh Phi mua phụ liệu thì chị ở đây cũng ở đây. Còn anh Phi không mua thì chị đi đặt, chị mua đi lượm mỗi ngày. Ừ. Bữa nào không đi mua luôn. Bữa nào không đi mua đâu, rồi thử chưa giờ nè. Chưa giờ không mua gì đâu ở nhà không á. Chưa giờ không đi mua luôn hả? Không có, anh Phi nói bữa nay nghỉ ngày cho chị, kêu chị đi, chị cũng kêu anh Phi đi, anh Phi không đi thôi, chị đi đó. Chị đi lụm. Rồi em không đi lụm mà, không đi mua mai mốt có tiền đâu xài. Rồi tháng tới có tiền đâu đóng tiền nhà trọ. Ừ, để anh Phi mệt trong mình hay gì. Đi mệt trong mình hả? Để anh Phi, nói chắc trưa nay người ta bán hết rồi, ít ai bán, ít ai mua đó. Vậy chị biết rồi, mua cho sáng thôi. Sáng 9 giờ 8 giờ. Mấy mốt tranh thủ giấc sáng đi mua nha, đi mua sớm sớm nha. Ông Phi có nói, ông Phi có nói có 9 giờ 10 giờ thì sáng. Nói tới gọn, nói tóm gọn giờ em dám về phòng không? Dám thì chị dám mà. Dám về không? Thôi bây giờ về ha. Giờ về đi. Để coi anh chỉnh tivi coi anh sao. Vậy cho anh đang giả vô chỉnh tivi cho có, chị. Có tivi anh Phi là coi, anh Phi hết dặn rồi. Vậy thôi. Để vô anh đang vô chỉnh cho. Giờ vô nhà đi để coi tivi sao. Có lẽ để anh giải hòa cho. Chẳng lẽ ở đây cứ giận nhau hoài, em ở ngoài đường sao được. Chỉnh không được rồi bán cho chai luôn. Khi em ở đây chơi luôn. Thôi ở đây em ở tới 4 giờ luôn. Rồi được. Rồi ăn cơm ở đâu? Mua cơm hộp ăn luôn. Ăn cơm hộp luôn. Sao sống cực khổ vậy, sao chị Vi cam chịu được vậy? Hay gì chị Vi? Cơm hộp ăn luôn. Hả? Sao mình sống cực khổ vậy, sao mình cam chịu được vậy? Chị chỉ muốn anh thương Phi mà anh thương chị đâu. Sống ở nhà sống tốt, sống người chị mình sống tốt không chịu phải đi ra đường sống như vậy. Chị ở với chị thì chị la này nọ thì cũng buồn, mới theo anh Phi. Theo anh Phi đã, Phi la giận hờn. Rồi giờ không biết là đi đường nào luôn hả? Nó bị giờ trời gì sống gì nó cũng không được hạnh phúc gì đâu. Bên kia chị la này nọ, bên này anh Phi la này nọ. Chị Ngọc la là chị Ngọc dạy đang dạy chị mà. La anh Phi chị em biết la dạy dỗ mà chị ai nói tiếng chị giận à. Ừ. Ai nói tiếng Ngọc giận mà chị giận à chị. Chị thì nói ngạt ngàng lắm, không phải tiếng mạnh gì đâu, có tiếng lớn đâu, ngọt ngào lắm. Chị Vi thích ngọt ngào chứ không thích nói lớn. Nó nói nạt đâu. Nói nạt là không thích luôn. Không thích đâu. Khi mà chị Ngọc á, nạt chị không à, nó không nói ngọt ngào. Rồi bây giờ mình về phòng nha. Về phòng đi. Để coi coi sao qua tivi sao. Về để xem cái tivi sao đi ha. Tức đi chị ơi. Thì bây giờ chị Vi cũng về tới phòng rồi ha. Xem hai chồng còn có mâu thuẫn gì nữa không nè. Sáng giờ mình này mình gọi.
thì tivi sao mà hai chồng bóng đại không vô, bóng đại không vô hả? À, có duyên đi không à, giận nhau đi bỏ ra chợ thôi chú ý giận gì đó trời. Rồi anh đang giả vô sửa coi sửa được coi sửa cho anh chị đi. Nãy thì tôi hình lên đài, nãy có lên đài, bây giờ anh Phi bấm lộn, anh Phi bấm không thấy hình nè, anh Phi nha, anh Phi kêu chị bấm, chị nói chị không biết bấm. Mua ba cái này nè. Nói chị nói chị không có gói vô cái hình. Bấm không biết. Sợ bấm sợ hư. Nó lên một cái. Chị nói vậy chị dặn chị người đi điểm đi chai luôn. Có gây lộn không? Không gây lộn, chị giận hờn chút mà chị đi à. Cái chị bấm gì không biết bấm. Đừng đâu hai chồng gây lộn đó chứ. Sao là cái TV nói anh Phi la mà. Vậy bây giờ anh đang vô coi sửa được không? Vô nhà em sửa không được thì chắc anh Phi chắc bán với chai tiếp tục. Không dám, cái đó mình đang mua mấy ngàn bán với chai được, chứ không có 50 ngàn quá. Trời ơi, sao tối thui rồi? Quá đó, có một con là này dân. Bấm không vô, cái này là đầu hả? Vậy đó. Vậy đúng không? Bấm hình chỉnh hình sáng giờ đó. Hả? Mua gì em tèn rồi. Mua gì? Thì cái đồng quốc mặt đất tôi mới đúng không? Mua mới luôn á. Chỉnh sáng giờ mới. Ủa mua mới luôn hả? Mua. À, mua cũ á. Mua mấy anh à. Cái ông mà bán cái hình ổng đi mua giùm luôn á. Ổng mà ổng như con tính điện nó bị không biết là sao. Bị lỗi cái anten rồi hả? Cái đường truyền tín hiệu á. Mở sáng giờ luôn không có được gì tức. Mới mua hôm qua. Phải gì giống như. Rồi bây giờ hai chồng thuận nhau chưa nè? Thuận rồi ha. Có cãi lộn gì đâu. Có cãi lộn ha. Tại bạo rồi nó nói thôi. Rồi nghe bữa hổm mà anh Phi cãi nhau mà sao chị Vi ngủ hả? Thành ra tới 10 giờ đêm nha chị Vi. Có không? Ở ngoài á, ngồi ở ngoài thì chính ra. Ngồi ghế băng má. Ghế băng chính già rồi già mới vô nhà. Để giận hờn không dám vô. Trời ơi. Ai người ra cũng hay em vợ. Anh Phi ngồi sát sát vợ mình nói cho vợ hết buồn cái gì ngồi xa xa vợ vậy. Vợ chồng nào mà không cãi lộn đâu. Không phải thằng Ti đâu mà không cãi lộn. Bây giờ thử cũng chưa? Thử rồi. Thôi bây giờ thử không có tin nổi bây giờ là đầu rồi đầu giờ cái nhau cuối giờ hoài nhau. Giờ làm cái gì đó cho em thấy khán giả thấy mới tin nè. Làm gì vậy? Chị Nguyên gái đi. Chứ lúc trước anh cũng anh Phi cũng hôn chị Nguyên quá trời, bây giờ hôn con gái cho vút giận nè. Tại anh nói lớn tiếng là em cũng buồn á. Dạ không cắt chuột lỗi nha. Ừ đó vậy mới đúng chứ. Đó, trời ơi, hết giận luôn rồi. Hết giận cái tiêu viên. Thôi, còn cái tiêu viên này anh không biết chỉnh nha, anh chỉnh không được nha. Ờ, chắc bán lại luôn. Cái này không, không bán đâu, kêu thợ vô thêm lần nữa đi. Không, ổng là thợ luôn á, ổng thợ không bán. Đừng có bán lại nữa xong luôn. Ờ, là mua cái... Thôi, khỏi bán để gì đi. Tại vì sao coi? Anh bán người ta la này nọ, anh trả tiền tao rồi biết không? Ê, bán lỗ chứ đẩy làm vốn đi, chứ đẩy làm gì chờ quá gì hoài. Vậy nếu mốt ai chỉnh thì... ai biết phiền thôi ở đây cho nó chỉnh sao? Anh chỉnh không được không thôi chỉnh phiền thôi qua đây chỉnh cho anh sao rồi tôi biết sửa luôn á phiền thôi chỉnh hay lắm á trời ơi anh ở đây thôi à đẳng á thôi còn bấm nữa đó đỡ nhà chị đó hay thôi, quá bấm không á anh đâu mua cái liệu đây có chục năm nay ba tổ rồi anh phi thương thôi nữa đó thôi cũng gì cũng biết bấm hết á gì là phi phương thôi rồi bây giờ năng lực ông thợ lên thêm một lần nữa coi nếu mà ổn thì tính tiếp hả à. Kêu ông thợ lên xem một lần nữa năng lực ổn đi không ổn lên sáng rồi thì sáng không có sáng không mà sáng ổn qua rồi ổn chỉnh hết lần rồi một rồi chả không đợi thì chịu lỗ khi ổn lợi khi ổn giận à. bực chứ không dám em chịu lỗ luôn cãi đi bây giờ hỏi lại chi phí chứ chẳng là nữa bữa hổm làm gì mà ngủ ngoài hành lang tới bây giờ đêm vậy nhập quá hay sao vậy? Tại anh Phi kêu chị mở cái hình, chị không mở đó. Ừ, là chứng đó phải không? Rồi sao nữa? Rồi chị dặn gì đó. Trời ơi. Không biết mở. Nó ngồi chút xíu rồi vô rồi. Rồi sao anh Phi không chạy ra năn nỉ kêu vợ mình vô? Vợ chồng đang cãi lộn mà. Ừ, cãi lộn rồi giận cho giận luôn hả? Ê, chút xíu không đi vô à. Ừ, mà rồi chị Vi nói là gì đi lang bang tới 10 giờ đêm mà mới qua đây ngủ hành lang á. Cái gì lang bang ai đâu bạn? Chị ngủ ở đó, ngủ ở nhà trước cổng á. Ngủ ở bông đá chứ. Ủa chị Vi bỏ tất cả để mà đi theo anh Phi. Em biết mà. Trân trọng nha.
Không, vợ chồng nào mà không phải cãi lộn đâu. Đúng rồi, vợ chồng nào cũng cãi lộn hết trơn á, nhưng mà đặc biệt mình làm sao đừng để vợ mình mà ngủ ngoài đường, nó kỳ lắm á. Em kêu nó rồi mà nó cũng không chịu vô, nó giật lại á. Có kêu á không? Có kêu gì Phi? Nó giật lại á. Chị vô mà anh Phi mừng à. Ồ, vô mừng rồi chứ không có thể, không ra, không có năn nỉ, không xuống nước. Xuống nước rồi bà. Cho lên nước lần đi. Cho lên nước lần. Cho lên nước lần. Chị đi đi nhà khỏi nhà thì anh Phi cũng buồn á. Ừ. Buồn vắng. Chứ ở gà biết mấy năm rồi. Nhưng mà anh Phi lên nước sẵn rồi đó, cái áo đó 2 ngày nữa đó. Dạ nè, hôm mới đó, mặc có giờ rồi. Hôm qua anh mặc áo này rồi. Còn hơn có hửi không? Hửi hửi hửi. Thôi rồi. Trời. Chị có giặt. Giặt rồi. Giặt gì áo này mới giặt không mặc không giặt rồi. Ở này hầm quá. Hả hầm quá. Không mặc có giờ gì đâu, anh nói đi gặp mọi người. Anh phải mặc ở nhà không ạ? À? Đồ với liệu em mặc đi, đồ đi chơi mặc đi. Nhưng mà mình mặc trong vòng một ngày mình giặt được rồi, mặc gì 2-3 ngày mới giặt lần kỳ lắm. Sợ giờ cực thôi. Được mấy cái áo? Có 2-3 cái áo. Nếu sợ giờ cực anh cũng giặt. Lúc trước cũng có giặt chung. Giặt chung thì nó mới hạnh phúc đúng không? Những khi anh Phi để đồ gì đó chị đi lấy đi hút có điều giặt không à. Kia khi anh Phi máng này nọ sợ dơ. Bộ nhiều bộ nhiều lắm bây giờ phải hút vậy. Mấy bộ à. Chị thấy cái nào dơ chị để ra chị giặt Phi hết á. Chị không có để thôi. Một hai bộ bây giờ giặt là chị biết gửi nãy đó mùi gì nè. Mùi gì đâu. Mùi hết á. Không mùi gì luôn à. Áo mình mới giặt mà. Đối với Vi cái mùi của anh Phi toàn mùi thơm không à. Nhưng mà người khác đây chạy mất dép á. Chạy quen hả mùi đó. Đúng rồi. Quen rồi. Ở chung em mùi thôi. Ngủ ôm ôm nhau nữa thường nói chê hửi. Trời ơi, nói chung là không có mùi này cũng không ngủ được đó chị Vi. Quen rồi. Không có mùi này là nhớ khóc nữa đó, phải có mùi này mới được. Mà tôi cũng vậy đó, ví dụ mà ngủ mình đơn nó lăn qua lăn lại trắng đêm luôn. À. Không, nãy thấy buồn thiệt, thấy Vi đi đạp xe mình ở ngoài đường á, thấy tội, thấy buồn thiệt. Tưởng đâu em làm gì làm khó Quy gì này kia. Có đâu, tại tôi muốn đi kiếm con á, coi. Đổ đi lụm với trái mà. Với trái mà. À, chắc đi lụm bây giờ đi lụm. Nó mới chị Vi mới xách ra đồ lại gì lụm lụm lê lê đó. Quá trời luôn kìa. Em mới lụm mới về nữa. Đây đồ đeo khẩu trang đi đâu nắng lụm quá trời. Trời ơi. Hai chồng đi chung chứ. Em đi xe em đa mà đi câu hồng á, coi lẫy. Thì mình câu thùng đi chung hai chồng. Chị lụm gì đừng. Tại đó muốn thì gì. Em ơi chị lụm rảnh rảnh chị lụm sợ Phi anh chở anh Phi có vốn này nọ mình đỡ. Đỡ cho anh Phi. Tại lụm nhiều. Nếu mà em đi mua là hai đứa đi chung chung chị mà. Thì hai chồng đi đi không à. Vô tới là tập hành nó chồng. Phi ở nhà chị đi lụm Phi đó. Nó đi lụm cái gì có gạo. Để lên cho anh Phi để cho nhiều bán luôn. Rồi hồi sáng mẹ anh có nói cô nào điện cho anh đó mới đầu là nói gì. Chị sẽ ghi chị của Trang gặp anh. Ừ. Có nghe gì đâu. Chị của Trang. Rồi chưa nay có ai gọi nữa không? Không, em có gọi nội đâu. Rồi có ai tin là có chị nào hỗ trợ đám cưới chứ nè. Ai biết đâu. Chưa nghe tin nữa hả? Ừ. Chưa ai điện nữa hả? Ừ, sáng giờ em ở nhà. Mới hồi nãy hồi sáng ghi hình đó có mẹ em chia sẻ đó. Vậy chưa nữa. Chưa. Trời ơi. Không biết bà nói có thì không. Nhưng mà có mừng không? Hả? Nhưng mà có mừng không? Mừng á. Chị biết. Mừng. Mừng. Có đám cưới rồi là hạnh phúc. Là mà mình là chính thức rồi đó. Chị không có đám cưới là Phi không có hạnh phúc gì đó. Bây giờ là chị chính thức đúng không Phi? Dạ. Giờ giống như sống thử hay sao? Cũng vợ chồng mà cũng như là bạn cùng chân gối thôi. Ừ. Bạn cùng chân gối. Đó. Mấy năm rồi? Cũng là 4-5 năm. Ừ, 4-5 năm rồi đó. 4-5 năm rồi. 3 năm mấy? Nửa 3 năm mấy? À, 3 năm rồi. Cái anh muốn nhớ. Hơn năm hả? Không dám hơn năm đâu, lâu rồi. Lâu hả? Cái này phải vợ hả bạn? Vợ. Em chủ yếu em nghe là sống chia sẻ. Vợ sống chung là vợ rồi, chứ không bạn gái gì chứ. Đúng rồi. Sống chung là vợ rồi, ăn chung cùng chung. Vợ là vợ. Bạn gái là bạn ai ở? Bạn gái là lúc mà anh mới quen á. Đó là bạn gái á. Vậy đó hả? Mới quen em á. Bây giờ là vợ chồng rồi. Sống 3 năm nay rồi. Bây giờ là vợ chồng rồi, tại vì bây giờ ai cũng biết hết trơn đúng không? Chứ còn hơn gãi gặp đi. Lên tới mạng sao hội được người ai mà không biết là anh Phi chịu đi. Sống chăng này ai không biết. Sống chăng luôn. Chạy ra tới nước ngoài luôn kìa. Nước ngoài không biết. Nước ngoài luôn hả? Gãi gì gãi.
gửi lâu lâu mà. Đó, cái cuộc tình này chị Vy bỏ tất cả cho anh phải trân trọng với anh Phi. Chị không muốn anh Phi giận hờn chị nữa, muốn con Phi thương chị, yêu thương chị. Chị nói chị thương anh Phi, chị theo bỏ nhà anh Phi đi. Nếu mà ông thương nhau thì sao mà giờ hai của mình nói chị không muốn cãi lộn cãi gì, cho chị buồn. Thôi thì nãy giờ thì cũng trò chuyện cũng lâu rồi, thì bị cái giờ thấy hai chị hòa thuận nghe ha. Đó, anh đang cũng sử dụng hết tất cả những tuyệt chiêu kỹ thuật công nghệ vô sửa cái TV của anh chị đó, nhưng mà sửa không có được, thôi kêu thợ đi ha. Chắc chả không đợi quá. Chả không đợi thì chịu lỗ, chứ sao bây giờ sửa còn tốn tiền thêm. Anh mua rồi anh trả kỳ lắm. Kỳ vậy, thôi bây giờ xài không được là còn kỳ hơn. Bây giờ hai cái đó thì chắc này kêu coi thợ lại coi cái sửa được không. Ông mà sáng không có lại rồi hả? Để gì đi, hỏi đâu, hỏi giải lại đâu. Kêu ông sửa được không rồi, nếu mà sửa không được thì phải trả chứ. Ông bán mà phải trả cho ta. Không có tiền xài nữa. Anh đang không có vốn. Không được thì trả ông, mình chịu lỗ. Sáng chị kêu rồi, chậm ba lần rồi. Không bây giờ cũng có coi được cái gì đâu mà không trả. Chứ để làm rồi nằm chặt nhà thế thì kêu thợ kêu cái chú đó lại coi xem coi có sửa được không. Rồi ông coi sáng rồi coi những sửa không được luôn hả? Ông lên ông bấm mà lên hình luôn á. Ủa rồi mua của chú đó luôn hả? Lên hình sao ông mà làm hay lên hình mình luôn làm thì kêu chú ấy lại thêm lần nữa coi có sửa được thì anh bán lại ông bán lại cho chú đó, chứ bây giờ không có coi được giữ làm gì, để chặt trộn. Thôi bây giờ gì đây thầy, bây giờ thì nói chung là nãy thì anh cũng gặp Vy ở ngoài đường á, đi nói chung là đạp xe ngoài đường á, đi lượm ve chai, anh cũng thấy cũng thấy là sót luôn, thì có một mình thì anh gọi tưởng đâu là em đi chung với Phi, rồi nghe nói là vì hai người cử lộn gì đó, rồi anh mới theo Vy vô phòng trọ để xem coi Phi như thế nào á, giờ hai chồng cũng đã hòa thuận nên cũng mừng nha. Rồi ok, giờ mình xin ghép video tại đây và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin chào quý khán giả và hẹn gặp lại.